về. Ừ. Mấy con ra lộ về đó hả? Dạ. Thịt cô Tư ướp hơi nắng hơi đặng lại gì vậy? À, thịt cô Tư ướp hơi nắng đó, cho nó trong, đặng kho rượu cho mấy con chết hả? À. Tôi với học dịch đó. Thấy chưa, em nói đúng rồi mà. Ủa, ghê vậy? Ủa, cô Tư ơi, thịt ở đâu có rồi? À, thịt hồi hôm qua ông hai ông mần heo đang chia cho người ta ăn Tết á, cái dưỡng Tư đi chia đổi lúa tới mùa á, chia mấy ký đang kho thịt cho mấy con ăn nè. Trời ơi, nguyên thịt ăn Tết luôn kìa. Ừ. Trời ơi, thịt kho ăn chung dưa cải hả? Lên làm ăn với Quỳnh. Ngon lắm. Đúng rồi. Dưa cải bữa nay chắc vừa ăn rồi đó. Dạ. Ừ. Trời, giờ đi theo cô Tư bưng thịt nè. Dạ. Đúng chị. Ăn đây, đứa nào thích ăn thì ăn đây. Trời ơi, cái đây nè. Thôi. Bây giờ nước sôi là cái cô Tư thả thịt vô. Cô Tư đổ thịt vô. Mùi nó thơm. Cô chừng ơi dành. Em mà làm múc từng cục để vô. Ủa, chị Tư có nước dừa chưa? Có, anh chặt mấy trái để trên chõng kia chút, lấy ra chặt về kho gần sắt rồi mới để vừa vô. Rồi anh kho thịt lâu quá cho nên bây giờ tối luôn rồi nè, lột trứng lẻ đi con rồi để vô nồi thịt nữa nghe cho nó thấp nha. Con ăn xong rồi bước qua lu nước lấy trái dừa cho mẹ chặt để vô con. Xích qua chút được. Con ngồi xích ra đi để cô Tư chặt vừa để vô nồi thịt. Để ngồi gần dao. Đứng dậy đi con. Rồi có suy nghĩ lại không nha? Không. Đắt không ra là thua đó nha. Có đổi ý không nha? Thua là không được tiền đâu đó nha. Thua nha. 1, 2, 3. Thua. Rồi. Rồi đây chung cua. Ủa nãy hay đặt trái bầu mà. Đây là con cua. Em thay đặt trái bầu. Có mày để tiền em cua rồi. Mày trước. Con đặt con cá. Suy nghĩ kỹ đó nha. Dễ ăn với thua luôn đó nha. Bà Tiền ơi. Dạ. Ê, để cho tụi nó chơi đi, em cho phụ chị ta làm đồ ăn để khách tới không kịp. Dạ dạ. Chị hai kêu em vô làm gì chị hai? Em vô nhấm bếp bắt nồi nước lên chị đi, chị thả gạo vô cháo. Dạ. Chị hai bắt nồi nước ở trong đây hay là ngoài sao hả? Rồi để em đi ngoài bắt. Như ơi, chặt chị cái chuối nha. Dạ. Chị ơi, ơi cho cây chuối nghe, cho bằng nước nghe cho cháu. Dạ, hai con cá. Ừ, cái chuối này hả? Bây giờ cái này cái hả? Hai cây đó, đốt cây nào. Hai con này. Một con cá. Ủa, sao xui vậy? Ai vậy mới bắt mà tên lên. Chị Hà đặt rau nha, có em lấy dưa cải ra ướp cho thấm anh thôi. Để ăn ha. Chị hai em làm bằng đường thùng nè, cái màu đẹp rồi chị hai. Màu vàng đẹp quá ha. Dạ. Ừ. 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 Ừ
Trộn lên thì là trộn đây nó hấp lên. Tỏi ớt vô nữa là rồi vậy gấp ra cho con miếng kiêng ha. Rồi mẹ kêu mẹ ra cho cái chén cái dĩa gì đi. Rồi làm cho cải xong đi. Ờ rồi mấy chị em mình cuốn gỏi cuốn. Thử rồi. Anh tính chị hay con chị. Chị không biết chị cậu vậy chị khác. Em ăn được hơi nhiễm nha. Cái này chưa đủ ngọt. Cái chỉ cho dạy cho nó làm thì. Dạ. Hôm nay gió quá cái bữa. Cái gì trước cái một thứ. Gỏi rồi rau rồi dưa leo rồi để vô không? Chưa nha. Đầu tiên là mình cho này lên trước nè. Cho dưa leo vô, cho rau vô. Rồi nó em làm cái đó cho. Năm nay rồi thử đi tiền ăn đi tiền làm mình thưởng thức đi có thể là nước mắm này tôi xé thịt gà con ăn không cô tôi cho con miếng con thích ăn gì thích ăn da hả sao không thích ăn thịt mà thích ăn da rồi à, miếng này da ngon hả đúng rồi sao con không thích ăn thịt mà con thích ăn da dạ tại con sợ bị la thế hả cô Tư đấu la nè cô Tư cho con miếng này luôn nè cái này có thịt nè ngon hả dai phải không gỏi xong rồi nha chuẩn bị em cháo cái tường cô Tư con mới vào cô gắn thằng rồi con nước muối mẹ mới kia cha mới kia ngoại thôi bà làm cho mẹ vô nhà không đẹp phải không mẹ ăn mất con gà này, xong rồi dọn dầu cúng rồi cái mới đem ra mới đem ra là nó bóc liền hết chưa không cái này được không cái này cay đây cay cho mất dừa nè mất này cay đó cái này cắt sao ta lúc ngoài cái này cắt sao lên tôm tôm mấy cái chuyện là tôm mẹ con sẽ cái dưa hấu không con nè chừng nấu mà nghe cắt tường nhiều món quá à, khỏi xẻ như hấu đi à, nhiều món quá rồi nhiều món quá rồi ăn không hết đâu ơi khỏi xẻ như hấu đi không ừ. Thôi bữa nào ăn để vui nào ha một tổ quét luôn á cao rồi cái gỗ chén mời cha mẹ ăn cơm. Mời cha mẹ ăn cơm. Con ăn gì đây bé Nên? Con ăn cháo hả? Cái này con đậu. Kìa, thấy đi. Cơm mẹ đây này giữ. Mẹ ăn đi. Ăn vậy ra. Thấy quận như cái nó ghét. Thì cắt lại sẵn. Vậy đó là khỏi ăn. Không, nó thịt.
Yeah.